Chào anh em, bữa nay mình sẽ mở hộp cái gói linh kiện RC mình mới vừa lấy về này nha, để coi bên trong cái gì nha. Thôi, bắt đầu thôi nào. Đây là hộp 200 linh kiện dành cho các dòng xe 10. Bao gồm 10 loại linh kiện, mỗi linh kiện 20 cái. Như là ghim cài body, đai ốc chống trượt M4, ốc dung M3 M4, vòng đệm cao su chữ O, lồng đèn M3 M4, phe cài trục elip. Đây là bộ nhông động cơ và nhông chính cho các dòng xe 10. Bao gồm 4 loại 17T, 21T, 26T, 29T, 64T. Đây là bộ tay linh kim loại dành cho các dòng xe 10. Kích thước điều chỉnh được là 73-80mm. Cụm vi sai cầu trước và cầu sau dành cho các dòng xe 10. Bao gồm vi sai, nhông khế, 4 bạc đạn và vỏ cầu. Đây là bộ tay linh servo và bánh lái. Kích thước điều chỉnh được là 48 và 55mm. Get up, stop wasting time. Yeah, I want.
Đây là trục truyền động rời với các kích thước 61, 89.5, 100mm. Và trục truyền động lắp liền với chiều dài thay đổi được từ 110 đến 120mm. Nhông 17T cốt 5mm dành cho động cơ không chở than. Và bộ 4 bánh xe địa hình. Kích thước lốp là 108mm, kích thước mâm là 96mm. Trục chuyển đổi 12mm, phù hợp với các dòng xe RC 110.